Dạ, gửi lời chào đến tất cả các cô chú và các anh chị. Em xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem cũng như là ủng hộ kênh Túi Siêu Bình Vũ. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi hôm nay thì video này thì em lên những cái em túi du lịch to nha mấy anh chị ha. Dù da. Rồi đầu tiên một em ta đùng này đi mấy anh chị, màu xanh đen ha. Cái này cái logo hiệu gì mà để em xem có hiệu gì em quên mất tiêu rồi. Rồi màu xanh đen mới kèn. Cái này là da phối, phối da thật nha mấy anh chị ha. Màu xanh. Rồi em này em thấy mới đó, rất là mới luôn á. Rồi tái đây, không có gì ha, không có dơ, không có, nhìn rất là mới gốc này. Em thấy nó không có trầy khờm, nó không có gì luôn, mới ken hả mấy anh chị. Rồi cái bảng này là bảng 4 phân. Phối cái tay cầm là có phối một miếng da ha. Cái tay chắc khừa, không có dây đeo nha mấy anh chị. Em này đựng chắc cầu 15, mười mấy, trên 15 bộ đồ nha mấy anh chị, to lắm. Rồi bên trong, bên trong là người ta không có lót gì luôn nha mấy anh chị, để là một cái lớp dù này không ha. Đây, em này của Pháp nha anh chị ha. Đây, ký hiệu nó đây. Rồi miếng tách da, có một khóa kéo nhỏ ha, khóa IKK. Bên trong thì cũng sạch sẽ, không có vấn đề gì luôn. Rồi nó không có lớp gì hết, nó chỉ là đơn giản một lớp dù này thôi nha anh chị. Nhiều lắm, đựng đồ trên 15 bộ đồ luôn, nhiều to đùng luôn. Mới cáo ha. Size của em này là cao là 50, ngang miệng cũng là 55, ngang đáy là 50, đáy là 16 phân. Em bán 500k, mã của em này là 058. 500k mã 058 nha mấy anh chị ha. Một em dù của Pháp nha. Rồi, một em tiếp theo cũng là to đùng luôn mấy anh chị ha. Dù em này cũng là của Pháp ha. Có cái logo là có con ngựa đó của Pháp. To. Dù này cái lớp này rất là dày. Cái dù này là người ta làm như người ta có cha đụn á, nó dày lắm. Rồi cái bảng da, cái này thì dày cui à, rất là dày luôn ha. Này. Đang được quên, em quên xem. Nhưng mà em này không phải là da thật mấy anh chị. Em này là da thời trang ha. Cái phần này là người ta phối là da thời trang thôi, nhưng mà nó rất là dày luôn, rất là chắc luôn. Cũng khá là xịn nó chứ không phải, nói chung là da thời trang này nó nhìn nó khác lắm anh chị, nó dày á, nó dày chặt lắm ha. Nó cũng xịn chứ nó không phải dởm dởm đâu nha. Rồi độ mới em xem. Ở dưới này nó có dơ nè ha. Rồi nó to dữ dằn lắm. Rồi ở đây nó có bị không phải là giải mà nó dơ dơ thôi mấy chị, dính em để với gạch nhiều khi dính nó dơ thôi ha, không có rách lỗi gì hết ha. Rồi khoen khóa thì cũng vàng. Rồi cái tay thì rất là dày luôn, tay cầm rất là dày luôn. Em này là có dây đeo chéo luôn ha. Đúng rồi, có bảng dây khóa là IKK, hai khóa kéo. Phần dù thì không có vấn đề gì nha mấy chị. Đây bên hông đây ha, cái phần viền này là có khờn, có khờn da, đúng rồi, em này là có khờn da thầy ha. Cái đường viền hai bên hông là có hai cái ngăn nhỏ, có một bên thôi, có một bên này thôi. Đây cái bảng dây của nó, đây dây là màu này ha, dây là dây bố. Bên trong anh chị, bên trong là lót da thời trang, lót da BU ha. Rồi bên mặt bên hông này có một cái ngăn này rộng to đùng ha. Rồi bên đây thì không có, nó chỉ có một bên thôi, cái ngăn rất là rộng. Rồi có một khóa kéo, không phải khóa này không phải là IKK mà là ba chữ K. Cái này nó rất là dày. Cái phần dù này nó rất là dày mấy anh chị, nó ở trong nó giống như là cái lớp, có một cái lớp xốp rồi đó, đó cái lớp điểm á, dày lắm. Rồi cái này là cũng dày luôn. Lót mà da màu cam nó rất là nổi ha. Rồi bên đây có một cái ngăn nhỏ nhỏ nữa ha. Rồi hết rồi vậy thôi. Rồi sạch bóng rồi nha mấy anh chị, rộng lắm luôn ha. Cũng cỡ 15 bộ đồ rồi ha. Em này ở trong lại rất là đẹp nha. Hai khóa kéo cũng xịn lắm, kéo cũng nhẹ tay lắm. Rồi sai đâu rồi, có dây đeo, dây là bản to đùng, dây này là bản cầu 6 phân nha mấy anh chị ha, to lắm ha.
size của em này là cao là 34, ngang là 50, đáy là 22, em bán 550k mã 057. 550k mã 057 anh chị ha. Rồi em qua mẫu là một em bằng gì? 4 anh chị ha, rất là dày. Em này của Nhật, hiệu của nó là cái gì nè, Samatha gì đó. Rồi cũng rất là to, phối giải bố phối màu đỏ ha. Cái này là có chữ hiệu ha. Rồi đây là phối cũng là bố luôn. Em này mới. Em này đẹp sạch nha mấy chị. Sạch sẽ. Nè, cái phần đái đó nè. Cái phần điểm đái nó còn thẳng băng luôn ha. Cái phần trên này là em không có thấy dơ luôn nha. Không thấy dơ luôn ha, sạch bóng nha. Trời đẹp lắm chung. À rồi, cái tay cầm là khoảng 3 phân. Tay cầm là giải bố luôn, 3 phân. Bên đây có mặt trước có một cái ngăn nhỏ có hai cái nút hít. Giải, lót bằng giải ha. Hai nút hít màu đỏ, em này cái kiểu nhìn nổi đẹp. Rồi có khóa kéo miệng, nhưng mà nó hở ra như vậy, nó chỉ có một khúc gì nè mấy chị ha. Rồi khóa ngon lắm, khóa ngon lành. Bên trong là lót giải màu đen. Này có cái miếng vải hiệu ha. Đây cái hiệu này nè mấy anh chị. Một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Rồi bên đây không có ngăn gì nữa hết. Sạch bóng. Sạch lắm nha mấy anh chị. Chỉ có mấy cọng chỉ thôi chứ không phải là dơ. Rồi em này xài cũng bao bền ha. Em này là của Nhật. Đựng cũng mười mấy bộ đồ á mấy chị ha. Không có dây đeo. Size là cao là 30, ngang miệng là 54, ngang đáy là 39, đáy là 19. Em bán 450, mã 051, 450k, mã 051 anh chị ha. Màu này là màu kem anh chị ha, màu kem rồi cái này là đen đen ha. Một em canvas. Rồi, phần canvas, tay cầm cũng là canvas luôn hết mấy chị ha. Nè, rồi, của Tokyo đây, cái hiệu đây. Để cái chữ, cái gì, Tokyo Disneyland gì đó mấy chị. Rồi, toàn bộ là canvas hết phần luôn ha, mới ken hả. Cái này đeo vai được, cái size này thì vừa vừa thôi, không có to lắm ha. Góc tái, rồi, mới ken luôn, khỏi cần bàn gì nó đi ha. Có một khóa kéo. Không có ngăn ngoài ha. Mới lắm. Bên trong là không có lót gì mấy anh chị. Chỗ này nó có bị giống như bị nước hay gì nè. Nó ố của cái nước á. Bị dơ cái ố á. Bị lon lon á. Rồi. Đây là cái có một cái ngăn vậy ha. Ngăn này là lạ ta. Cái này bên đây nó có bị tét á mấy chị. Nè, nó tét cái phần hông này nha. Ngăn này nó giống như là nhựa nó mỏng ten à. Cái này coi như không có sử dụng rồi đó. Rồi, không có lót, không có gì nữa hết ha. Nó vậy đó. Nó phơm rồi, này là em này là phơm mỏng. Em này thì đựng 7 bộ đồ, 7 tóc có thể như vậy. Cao thôi, em này nó cao nhưng mà phơm nó lại mỏng. Size của em này là cao là 35, ngang miệng là 45, ngang đáy là 43, đáy là 10 phân. Em bán 350k, mã của em này là 05k nha mấy anh chị ha. 05k ha. Rồi một em, em này là đây là da thời trang. Em này cái có hiệu năng nhưng mà nhìn không quên tra đã mấy anh chị. Đây, em nó mờ, hơi bị mờ, khó thấy, không biết thấy cái, nhìn khó lắm. Đó, có hiệu nhưng mà là da thời trang hay nha ha. Rất là dày, da cũng làm rất là dày. Ồ, không phải nha mấy anh chị. Cái phần này là da thời trang, còn cái phần này là da thật. Đây, nó có bị trầy khờn da ha. Đó, phần này là da thời trang. Rồi, bộ dưới có 4 cái đinh. Khá là cứng cáp ha, size to đùng luôn. Có dây đeo luôn. Coi đâu rồi. Dây đeo nguyên bản của em này luôn ha. Dây là bản dù, bản là 4 phân. Dây dù. Cái phần này là da. Rồi có bên hông là có một khóa, có một bên có ngăn hay nhỏ nhỏ thôi. Khóa rất là ngon. Em này là
giống như là cái phần này nè còn mới lắm nha mấy anh chị, rất là mới. Tay cầm nó đây này là màu đó, màu gì, màu giống như sấm đậm vậy mấy anh chị ha. Cái phần này nè, này đen ha, và bên đây là không có cái nha, có hiệu. Em này nhìn khá là cầm nó khá là chắc tay mấy anh chị ha, khóa kéo thì vậy cui à. Bên trong là có miếng, cái miếng điện, cái miếng điện đáy túi rời ra ha. Nó có một cái ngăn rạ bự như vậy nè mấy anh chị. Cái phần này là phần da của mặt trong của da thời trang này ha. Đó. Màu xanh, ở trong nó là màu xanh xanh rêu. Rồi nó chỉ có một cái ngăn vậy thôi. Rồi phần sau là có mà ý là phần dưới là có cái điện đáy thôi, không có cái gì nữa hết ha. Khá là dày mấy anh chị ha, chắc cầm chầm nó chắc tay lắm ha. Sạch nha. Có dây đeo. Cái màu nó đẹp. Cái màu phối của nó đẹp hả chị. À, size của em này là cao là 36, ngang là 45, đáy là 17. À, em bán 380k, mã là 055 mấy anh chị. 055. 380k hả mấy anh chị ha. Một em này là dù. Dù màu xanh. À, nó có bị cái gì ngay chỗ này, mấy cái phần chỗ này nó lạ, nó hơi bị nhẹ đùng đùng. Cái dù giống như nó dợp dợp cái phần dù vậy mấy anh chị. Cái này nó dính cái gì? Màu xanh 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 lính đó ha, màu xanh bộ đội á. Rồi đó, ngoài cái điểm đó ra, cái này nó có cái gì đó dơ dơ chắc để ý nãy đó, cái này nó anh chị nó dập dập gì nè ha. Rồi cái phần tay cầm là da thời trang đây, màu nâu, phối với màu nâu, cái này không có hiệu gì hết á. Rồi cái kiểu nó đây, cái này là mình có thể ấy ra, tháo ra ha, tháo ra thì nó sẽ là vậy, nó sẽ vuông vậy ha. Đó, mình để như vậy thì em thấy nó cái túi nó duyên, nó dễ thương hơn, nó hay hơn, nhìn nó hay hay hơn. Nó cứng như vậy. Rồi không có ngăn nha, nào ở ngoài hết anh chị ha. Đó, nó chỉ đơn giản thôi. Mặt này thì rất là đẹp nè ha, khóa IKK. Ở trong có cái miếng điệp đái túi. Rồi ở trong nó lại bị như vậy, nó có trắng trắng vậy nè anh chị. Đây đó, nó trắng trắng cái phần dù này nè, đó nó không có lót gì ha, đó, nó chỗ đậm chỗ nhạt vậy, nó có bị trắng trắng vậy đó ha. Rồi nó vậy thôi, chứ nó không biết là dơ hay là tại vì cái dù người ta để lâu hay là sao nó bị ẩm hay sao ha. Này thì em không biết, nhưng mà em cũng không có chuối có chùi nha, em chưa có dùng khăn chẹt em ướt chùi, em quên đi. Rồi em này là có một cái ví nữa. Đây, em này là có một cái ví nữa nha mấy anh chị ha. Đây, một bộ của nó là vậy ha, khóa IKK luôn. Ôi, sạch. Em này lại ở trong lại sạch nè. Đó, ở trong là nó xanh vậy nè. Em này thì bị ở phần trong một chút, bị nhiều luôn chứ không phải một chút nha mấy anh chị ha. Đó, nguyên bộ của nó vậy. Cái màu nó rất là đẹp ha. Size của em này là cao là 36, ngang là 45, đáy là 16. Em bán là 380k, mã của em này là 054. 380k, mã 054, một bộ này luôn nha mấy chị ha. 380k. Một em canvas phối với lại bố, chạy bố mấy chị ha. Đó, phần tay cầm cái này là bố, em này cũng bao bền nè, xài rất là bền nữa ha. Em này thì cái phần đáy thì nó vừa vừa thôi, em này thì size trung trung thôi, cũng không phải là to đùng lắm ha. Rồi rất là mới rồi, không có vấn đề gì luôn rồi đó. Màu nâu, màu này nè, nâu đậm nâu nhạt ha, không có thấy vấn đề gì mấy chị. Rồi bên trong không à, bên mặt sao, mặt này là có một cái ngăn ha, bên đây là có một cái ngăn nhỏ nhỏ này ha. Sạch nha, khóa IKK. Cái phần dù cái này là dày lắm ha, bản là 5 phân, bản không có dây đeo mấy anh chị. Cái phần miệng thì nó là phơm mỏng thôi. Bên trong đây, bên trong là không có lót gì ha mấy chị, chỉ nó có là một cái lớp canvas vậy thôi ha, người ta không có lót gì nữa hết. Rồi có một cái ngăn nhỏ, ý có một cái túi nhỏ này ha, nó có bị mấy cái vết lấm lấm này nha, đó, màu đậm đậm này ha. Rồi ngoài ra không có thấy vấn đề gì nữa. Rồi em này cũng đựng được 7-8 bộ đồ mấy anh chị ha.
cơm mỏng, cái phần miệng nó thì nó mỏng thôi, phần đáy thì cũng cũng được. À, size là cao là 37, đáy là 4. Miệng là 47 nha mấy chị, ngang đáy là 44, đáy là 6 phân. Đấy là em bán là 400k mã 056. 400k mã 056 anh chị ha. Một em sọc. À, một em sọc màu này là màu đen với lại màu bò mấy anh chị ha. Màu đen. Rồi, em này là canvas hết luôn mấy anh chị ha. Phần này, phần tay cầm, phần này là viền canvas hết luôn ha. Có cái gì đây? Cái này không phải là hiệu. Rồi cái kiểu mới ken luôn ha. Rồi cái kiểu nó là mình có thể tháo cái này ra thì nó thành giống như vuông hết ha, vuông cái góc hết ha. À, mà làm vậy nhìn cái túi đẹp đẹp hơn. Em để luôn vậy ha, mới ken luôn. Màu rất là đẹp. Đây, tay cầm vậy mấy chị ha. Rồi, em này cũng bao bền luôn ha, xài biết nào hư. Không có ngăn ngoài, không có viền, không có ngăn gì nữa hết. Khóa là khóa IKK ở dưới cái gì rồi. Khóa IKK màu đen luôn. Bên trong cũng không có lót. Đó, nó chỉ là một cái lớp. Nhưng mà cái lớp canh này là thấy dày lắm anh chị ha. À, nó cũng có một cái này là cái gì đây. Ồ, em cũng quên tra cái này, không biết của ai nè mấy anh chị. Đây, nó có cái hiệu đây nè, mà không biết của ai nha. Rồi cái này là lại này là rất là mới nha. Cái phần này, cái phần cái túi này nè. Rồi bên trong là sạch nha mấy anh chị ha. Không có để là mắc in đâu hả gì hết em. Rồi. À, em này cũng rất là to. Trên 10 bộ đồ mấy anh chị ha. Khóa cũng xịn. Rồi em này rất là bền luôn mấy anh chị. Nó dày, cái phần canvas nó dày nha. Dính cái gì vậy? Cái màu nó đẹp quá. Cái này là mấy anh xài à? À, đẹp ha. Size của em này là cao là 32, ngang là 46, đáy là 12. À, em bán 450k mã 052. 450k mã 052 mấy chị. Ủa, cái màu đẹp quá. Một em màu nâu với mấy chị. Rồi cũng bự lắm ha. Nhưng mà là da thời trang thôi nha ha. Em này là da thời trang nhưng mà khá là đẹp mấy anh chị. Nó chắc lắm. Nhìn cầm nó đã lắm nha. Nhìn nó cũng dày chặt, nó chắc tay nha. Ở gốc thì cũng... Để xem có phải không ta. Sao giống da thật quá. Nó lại có cái khờn khờn ta. Cái này em nhìn nhầm không biết. Rồi cái màu khá là đẹp. À em này có ổ, có chìa luôn mấy anh chị. Ha. Còn ổ khóa, còn chìa luôn. À bên đây có hiệu mà. Không biết cái này cũng của ai luôn. Đây. Không được của biết của nước nào luôn nha mấy chị. Rồi một ngăn. Không, da thời trang mấy anh chị. Da thời trang nha. Một ngăn ha. Rồi có một khóa kéo nhỏ mà nó khá là đẹp. Nhìn nó lại kha rồi nó cái da nó nhìn nó thấy cao cấp luôn anh chị ha. Rồi, màu cái màu thì đã rất là đẹp. Rồi còn thêm còn chìa còn ổ luôn. Bên trong là không có lót gì rồi ha. Rồi đây cũng có cái một cái ngăn nhỏ, ít một cái rồi có một cái túi ha, có khóa kéo. Rồi cái đây là cái hai cái chìa khóa người ta gắn vô đây, em để nguyên vậy luôn. Rồi sạch nha mấy chị, sạch sẽ nha. Rộng cũng mười mấy bộ đồ ha, rất là to, màu đẹp quá. Cái khóa em có thử rồi vẫn còn sử dụng được. À em này là mất dây, có cái dây đeo á, mà bị mất dây anh chị, có chỗ đeo á, này có thể thế dây được ha. Size là cao là 45, ngang miệng là 50, ngang đáy là 44, đáy là 17. Ồ, em bán 370k mã 053. 370k mã 053 mấy anh chị ha. Rồi một em canvas da này là da thật nha mấy anh chị ha. Cái phần này là da thật, nó nhìn làm như giống như là nó có cái vân vân đẹp lắm ha. Rồi phần này là bố, này là canvas. Em này là cũng có một bộ, em này là một cái này với là một cái ví mấy anh chị ha. Cái này là không có tay cầm,
khá là mới nha mấy anh chị, dày chặt lắm, nặng đùng luôn nè. Rồi khóa IKK trước có một cái ngăn nhỏ nhỏ ha, hiệu thì em không để ý, không để ý. Có cái này thôi chứ không biết hiệu gì. Bên trong em này còn rất là mới nha mấy anh chị ha, khá là rộng luôn. Bên trong là không có lót gì rồi, nó không có ngăn gì nữa hết mấy anh chị ha. Đó, nó màu vàng vàng vậy nè ha, sạch bóng. Khóa IKK em cái này là rất là mới. Cái phần này nè còn rất là mới luôn mấy anh chị. Đây, nhưng mà cái ví thì lại không có mới, là giống như cái ví người ta có sử dụng nhiều ha. Đây nó có khờn gốc này ha, không có tay cầm, khá ngon lành nha. Khóa IKK đây, một bộ nó đây mấy anh chị ha. Rồi size của em này là cao là 32, đáy là ngang là 42, đáy là 17. Em bán là 550k. Mã của em này là 05T mấy anh chị, 05T ha. Một bộ ha, 550k. Một em dù màu xanh đen, phối cái phần này là nâu đỏ mấy anh chị ha. Em này là của Pháp, Longchamp, Paris, có cái hình của một người đang cưỡi ngựa. Longchamp. Rồi cái phần này là da thật nha mấy anh chị ha, màu nâu đỏ. Cái tay là cái dây á, là người ta phối một mặt da một mặt dù ha, màu xanh đen. Rồi cái phần dù thì không vấn đề gì ha, dây cầm thì khoảng tay dây đeo thì khoảng là 3 phân mấy anh chị ha, da rất là dày, có bị răng da đây, nhăn da ha. Đây có dây này là có tăng giảm. Em này là đeo vai thôi nha mấy anh chị, nếu mà là nam đeo thì sẽ không có đeo chéo được, dây đen đeo vai thôi, nữ thì có thể hạ xuống ngắn hơn chút. Cái dây màu cái màu da thì rất là đẹp. Mặt này là có một khóa kéo cũng xịn rất hiệu. Một nha, to ha. Rồi bên trong là không có lót gì hết mấy anh chị, chỉ là cái bản dù thôi ha. Mặt trong của nó thì cái màu xanh nó lại tươi hơn là cái mặt ngoài. Rồi tất cả là đều là da thật hết luôn ha. Cái phần viền này là da, nhưng mà lớp da này, phần da này nó mỏng hơn là cái phần da của tay cầm. Với lại cái này hai cái màu da nó cũng là khác nhau ha, người ta làm tới hai bản da lận. Cái phần viền này là bản da của này đó, cái này là chỉ cái tay dây cầm thôi. Rồi bên trong là không có ngăn gì nữa hết, chỉ được miếng da thật đây mấy anh chị, nó khá là mỏng ha. Rồi cái màu có cái hiệu là Longchamp, Paris, Made in France. Em này thì đựng 4-5 bộ đồ nha mấy anh chị ha. Bản dù thì em thấy còn khá là đẹp luôn, không có thấy cái vấn đề gì hết nha, còn khá là đẹp đó. Phối màu đẹp. Đâu rồi, size em này là cao là 27, ngang là 35, đáy là 11. Em bán 450k, mã 05H. 450k, mã 05H mấy anh chị ha. Một em da xịn sò mấy anh chị, màu nâu, màu nâu đen luôn ha, nâu đậm luôn. Rồi có in hiệu, có cái miếng tách miếng kim loại hiệu ha, hiệu là Lasani Milano. Rồi cái này là người ta dập hiệu luôn nè mấy anh chị ha, cái hiệu có chữ đầu là cái chữ gì, L đó, da thật ha. Rồi cái tay cầm thì là cái bản da không, cái bản da màu thôi, không có hiệu, không có in, mà cũng là bản da luôn, cùng tông. Khóa thì in hiệu hãng. Cái này ngộ quá ta, có cái này là cái gì mà khoen khóa thì còn vàng ánh. Em này còn ngon lắm anh chị, gốc thì có khờn nha. Đây gốc có trầy khờn chỗ này ha, bốn gốc ít nha, rất là ít nha. Ngay chỗ này có cái gì đây, ngay chỗ này có một cái lỗi nha mấy anh chị. Sao cái chỗ này nó cứng dữ vậy ta, cái chỗ này làm như người ta có điểm ha. Người ta nói là hai cái phần này lợi lắm anh chị, mà sao cái chỗ này người ta làm không khéo ha, người ta lại làm bị đưa ra, nó cứng ngắc cái chỗ này. Em mình rờ vô như là cả sắt vậy đó ha. Rồi mấy cái này là gốc này nó có hơi cũ tí ha, hơi khờn đó, mà da rất là đẹp. Hai bên đều có nha mấy anh chị. Đây hai bên đều có cái chỗ này nối lại nè, nó rất là cứng luôn. Rồi bên hông hai bên, một bên thôi mà chị,
một bên là có một ngăn bên trong là lót da luôn, mà để em xem coi, da thật luôn. Rồi em này lót da thật luôn, ngon quá. Không có dây đeo mấy chị. Ủa hai cái miếng này là gì đây? Không có, à không phải ổ khóa, không có gắn ổ khóa. Rồi không có ngăn ngoài, bên trong bên trong lót da màu nâu hết mấy chị ha. Khoan để em nhìn có phải là bản da giống ngoài không. Da hơi khác một chút. Rồi là da thật mấy anh chị ha, là da thật. Rồi có một ngăn, có một ngăn khóa cũng là in hiệu. Đây là, đây là có cái mã số này, có cái logo là cái vương miện, lương miện. Rồi có mã số ở trên là 15 no 15, ở dưới là 52711. Đúng rồi đó. Cái này thì không phải là da, cái này cái ngăn trong này là không phải là da. Cái này nó giống như cái, giống như phun sơn gì đó ha. Còn cái mặt ngoài là da, chỉ có khóa kéo trong này là không phải là da. Rồi em này thì, cái này thì mấy anh chị đựng chừng 4 bộ đồ ha. Cái này là size này vừa vừa thôi, 4 bộ đồ, 5 bộ đồ thì thôi, gọn gọn thôi nha ha. Khá là đẹp. Khóa kéo thì rất là ngon luôn ha. Phơm trống. Size em này là mấy anh chị, cao là 29, ngang là 35, đáy 10 phân. Em bán 580k, mã 050. 580k, mã 050. Một em da. Cái này em da thời trang hả mấy anh chị? Ui nó to. Nó là da thời trang khá là đẹp mấy anh chị. À, nó y như da thật luôn ha. Nó có cái hiệu đây mà cái đọc không được ha. Da thời trang thôi. Tóc rất có, không, cũng còn được lắm nha. Có 4 cái đinh ha. Còn được, bản da thì em thấy còn mới, còn đẹp nha. Hả? Không có thấy lỗi gì hết trơn á. Ngay chỗ này là bị dính cái gì thôi. Rồi cái dây, dây này là đeo vai, xách tay rồi ha. Không có bản đeo chéo, dây là bản nhỏ thôi. Dây thì có bản khoảng 1,5 thôi. Ừ, cái này cái dây, cái túi to mà người ta lại làm cái dây nhỏ. Rồi hai cái đầu khoen khóa thì còn vàng ánh nè mấy anh chị ha. Không có ngăn ngoài ha. Có một khóa kéo miệng. Cái đầu khóa thì y như là cái chìa khóa, y như cái ổ khóa. Bên trong nè mấy anh chị, bên trong lót màu xanh da trời ha. À, em thấy nó cũng khá là sạch nha. Có dơ nhưng mà rất là nhẹ luôn. Đây, chỉ có một giống như một cái đốm chỗ này thôi ha, một cái vết chỗ này nhỏ nhỏ thôi ha. Rồi, phần miệng này rất là sạch luôn, màu xanh rất là ngọt luôn ha. Rồi, đây tự nhiên có một cái ổ khóa ở đây gắn đây luôn nè, giờ mất chìa khóa rồi, giống như giờ nó phải nằm chết như vậy luôn rồi nè. Đó, nằm ở đây ngộ không? Để coi kéo có không? Rồi, có một cái khóa, có một cái ngăn nhỏ. Đây là cái giống như cái ổ khóa vậy mấy anh chị. Rồi, cái ngăn này rộng lắm ha. Em này cũng khá là rộng mấy anh chị ha, nó to lắm luôn ha, nó phần đáy nó cũng được. Ở trên thì nó là phơm mỏng nhưng mà phần đáy nó khá là to. Rồi size của em này mấy anh chị, cao là 34, ngang miệng là 48, ngang đáy là 39, đáy là 13. Em bán 250k, mã 05C. 250k, mã 05C mấy anh chị ha. Một em da, da thật mấy anh chị. Mà cái bản da này nó mềm mà nó láng dữ lắm kìa. Nó mềm lắm ha. Nó không có bị nặng trịch nha. Nhưng mà khá là đẹp, mình rờ đã tay lắm ha. Mà không được mới. Cái phần này nè mấy anh chị, cái màu nó nhạt hơn cái phần này ha. Hai cái phần bên hông đó nè. Đây, chỗ này đậm hơn ha. Đây, nó nhạt hơn. Có một cái túi. Rồi, đãi cũng thấy không đẹp ha. Cái này giống như hai bản da vậy đó. Ồ, này. Ồ, sao giống hai bản da quá. Rộng cũng rất khá là rộng. Rồi, tay cầm thì to như vậy ha. Da khá là mềm. Khoen khóa thì cũng còn được lắm, khoen khóa thì cũng còn nè. À, và nhìn nó tươm tất nha, nhìn nó sang sang nha. À, bên đây là có hai cái ngăn này mấy chị nha. Hai cái bên hông là kêu bằng cái hộp á, cái túi hộp á. Đó. Mà lót ở trong là vải màu hồng, rồi có ba khóa kéo miệng ha. Trời ơi, bên trong nó mênh mông mấy chị ơi. Thôi coi gì đó lộn xộn lắm, để em làm bớt lại đi. Coi gì nó bị rối mắt. Đây, trước tiên là một cái ngăn chính giữa. Trời ơi, nó rộng vậy nè ha. Đó, lót màu giống như là không phải màu hồng. Màu này màu gì ta, màu kem gì đó ha. Đó, rồi có cái hiệu.
hiểu của em này là cái gì nè, John John Lewis, John Lewis mấy anh chị, John Lewis có một khóa kéo nhỏ, phở phá cũng ngon lành. Nói chung lót lại rất là sạch nha mấy anh chị. Cái màu này hồng, màu nhạt hay màu này màu gì khó kêu quá, không biết kêu gì cho chính xác. Rồi bên đây là có hai ngăn, cái giải này là giống như giải giải thôi, không phải là dù. Rồi nó nè, nội cái một cái ngăn bên đây thôi mà nó rất là rộng rồi nha mấy anh chị này ha. Rồi còn hai ngăn nữa, hai khóa kéo nữa này ha. Ồ đây đó là một ngăn này cũng khá là rộng rồi, có một khóa kéo, có một khóa kéo nhỏ lót lại rất là đỡ được nha mấy anh chị ha, không có bị la. Cái phần túi ngoài thì em lại thấy nó có vẻ cũ nhưng mà bên trong lại nhìn khá là tươm tất mấy anh chị. Đây nó dơ chỗ này tí xíu này ha, còn bên đây thì lại sạch nè, rất là sạch nè, ở trong cũng rất là sạch, khóa kéo ngon lắm. Đây bên đây cũng vậy mấy anh chị, cũng sạch bóng rồi nha. Đây sạch bóng à ha, rồi khá là rộng. Nói chung em này đựng được nhiều đồ mấy anh chị, quá trời luôn. Rồi cái da nó rất là đẹp nha, được cái là nó bị cái là nó không có độ mới như cao thôi ha. À, da bản da mềm. Rồi sao tới hai cái dữ gì nè, rồi size em này mấy anh chị, cao là 28, ngang là 39, đáy là 13 rưỡi. À, em bán 280k mã 058, 280k mã 058. Một em đựng được nhiều đồ lắm mấy anh chị ha. À, size ngang của nó tới 39 rồi ha. Một em mà trống mini thôi mấy anh chị ha, là da thật màu màu bò ha. Màu bò bản da thì đẹp nhưng mà không có được mới thôi. À, màu nó có lem luốc nè mấy anh chị ha. Rồi, phần gốc này nó có bạc bạc màu luôn nè, hai cái bên này nè. Màu nó bị, nói chung là nó bị lem màu, lem luốc á. Đó, chỗ đậm, chỗ nhạt nè, có bị đốm đốm đen đen này ha. Bản da thì rất là dày, rất là chắc tay luôn. Rồi, tay cầm nó to đùng như vậy nè. Ủa, cái ủa người ta làm cái này ngộ quá. Đây, cái tay của người ta là à, tay cầm lại dư ra miếng da như vậy nè. Rất là chắc luôn ha. Rồi, cái tay nó mấy chị thấy là nó còn tròn do, nó còn vậy, nó còn cái còn đứng khừ cái form nha, cái tay ha. À, ở trong nó có cái điểm sắt hay gì chị, nó cứng lắm anh chị. Rồi, không có ngăn ngoài ha. Có hai cái này là gì đây? À, cái này là có thể mình bóp phá nè mà nó bị mất ổ khóa nha anh chị ha. Rồi, da dày lắm. Khoan khóa đi, khoan đi. Khoan thì cũng có cũ nha mấy anh chị ha. Có bị trầy bên trong. Bên trong lót giải dù, giải à, giải kaki mấy anh chị. Ồ mà sạch bóng à mấy anh chị. Đây, cái phần này nè, cái phần miệng nè. Trời ơi, sao như mới luôn vậy. Rất là sạch nha. À, không nè, em không nói ngoa nha. Thiệt là gì mà mới ken là so ra với cái bề ngoài đó thì nó lại rất là mới luôn ha. Mới luôn chứ không phải là mình so ra với cái ngoài cũ mà ở trong đỡ nha. Khóa IKK có một khóa kéo nhỏ. Bên à, đây thì lại là lót giải phi bóng. Rồi, một ngăn lớn vậy thôi ha. Không có thấy mắc in đâu hết mấy anh chị, không có đẹp, em này không có hiệu, không thấy gì luôn nha mấy anh chị. Đây, à có. Này cái gì đó chứ không phải là mắc. Gì Maroc quá mấy anh chị, Âu Maroc gì đó, nó ghi vậy đó. Rồi, em này thì đó, ở trong lại ngon lành mấy anh chị ha. Em này là mấy anh chị đựng cũng được 4-5 bộ đồ nha. Rồi da thì khỏi chê rồi ha, da xào sẽ rất là bền. À, con cái là nó không được đẹp mắt về cái màu da thôi ha. Rồi nhưng mà bao bền, xài biết nào hư, khá là chắc, da rất là dày. Cao là 30, ngang là 35, đáy là 13. Em bán 330k mã 059, 330k mã 059 anh chị ha. Rồi một em da luôn anh chị, to đùng luôn vậy ha. Rồi có dây đeo. Rồi, em này thì là nữ xài rồi ha. Em này thì có cái này, cái này thì có thể bỏ ra nhưng mà nhìn cái bề ngoài là mình thấy là nữ rồi ha. Dây cũng là bản nhỏ, dây nguyên zin của nó luôn ha. Dây là bản 1,5 phân, đeo vai đeo chéo, có tăng giảm. Rồi có hai cái tay cầm vậy ha. Da thật mấy anh chị. Da thì cái bản da thì còn được, không có, em thấy không có trầy khờn nha, nhưng mà nó bị nhăn da như vậy nè ha. Da giống như kiện vậy đó. Nó bị cứng da vậy đó. Rồi gốc đáy thì lại không, lại còn thấy được lắm nha. Đó, mà nó cái form nó không có, nó bị ấy form á, cái form nó không có đẹp thôi, form da, form túi. Rồi có hai cái tay cầm là dày lắm anh chị ha,
gì mà không, cái này là em nghĩ là cái bảng da của người ta vậy quá, chắc vậy rồi quá nè, nhăn 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 đều trơn vậy nè. Khoen khóa thì có cũ mấy anh chị, khoen khóa thì đây đây nè. Ủa cái màu của nó như vậy hả ta, đó nó có sao, nó có chỗ trắng, có chỗ nữa nó nâu nâu vậy đó ha. Nó có cũ rồi, đầu khóa có y có một ngăn nhỏ, lót vải dùi, lót vải màu nâu, có một ngăn nhỏ bên đây ha. Rồi bên đây là có một cái ngăn dưới, khóa kéo thì rất là ngon, lót vải thì lại rất là đẹp. Dây thì nguyên zin nha mấy anh chị ha, dây cùng bản của nó nè, cùng nhìn thì cùng dòng giống cùng bản da nè, y chang nè. Rồi cái khóa nó là tua rua vậy nè, này là da thật ha, da khá là dày. Bên trong là có một khóa kéo, đây là có một cái khóa kéo nè ha. Rồi ở ngay chỗ này là cái ngăn này, là cái này thêm một cái khóa kéo nữa, đây là cái ngăn rồi thì thêm một cái này là khóa kéo nữa, hai khóa. Ủa khóa nó nhẹ tên luôn mấy chị, khóa rất là nhẹ luôn, khóa đã ghê. Rồi đó là hai cái khóa kéo ha. Rồi bên đây là có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, giải nè thì lại rất là đẹp nha, không có đổ lông, không có gì luôn. Rồi em này thì mấy anh chị đựng khoảng cũng được 4-5 bộ đồ ha, to ha, có được ngăn hai ba ngăn thôi. Rồi đâu rồi, sai đâu rồi. Khoen khóa thì cái độ mới lại không cao, mà da còn cứng khừ, còn chắc lắm ha. Size là cao là 32, ngang là 38, đáy là 13. Em bán 300k, mã 05B, 300k thôi, mã 05B mấy anh chị ha. Rồi một em màu xám, màu xám đậm mấy anh chị ha. Rồi khoen khóa thì còn đẹp lắm, em này của Mỹ thì phải. Đây khoen khóa còn đẹp ha, màu xám. Cái bảng da thì em thấy nó lại đẹp lắm, còn đẹp lắm, gốc rồi nè, ít trầy khờn. Tay cầm cái này là có cái này nè, miếng hiệu, cái để các em xem coi. Cái này giống người ta đúc cái miếng này vô ạ. Rồi sáng ngời mấy anh chị, không có gì đeo nha mấy anh chị. Có hai cái khóa chính giữa, người ta chặn lại chỗ này vậy nè ha. Đó, khóa nó chỉ tới chính giữa thôi, khoen khóa dập hiệu rất là dày luôn. Đây đầu khóa nó nè, ở bên trong đẹp anh chị, lót này màu tím, giải in hiệu hãng ha. Cái này nó có cái dây vậy nè, có cái lưỡi gà vậy nè ha. Chỗ cái này người ta cũng in hiệu hãng này, Peterken, cái hiệu của này là em là Peterken mấy anh chị, Peterken. Rồi cái lót đẹp quá trời luôn ha, đâu em nhìn kỹ rồi không, cái phần viền này, cái phần này là có dơ dơ chút xíu, nhìn kỹ mới thấy nha mấy anh chị. Đó thì em đứng gần thì em nhìn sát thì em mới thấy ha. Đó, còn nếu mà nhìn sơ sơ mình sẽ không thấy nó dơ đâu, ở trong thì rất là sạch. Rồi bên đây là có một cái ngăn, cái túi vậy nè, da ha. Rồi bên đây hiệu có một khóa kéo là cũng là miếng da, khóa kéo ngon lành sạch bóng nha. Rồi em này khá là, nhìn cái bảng da nó chắc lắm nha mấy anh chị, da thật nha ha, khá là nặng, chắc tay ha, da thật hiệu. Mà em quên này của ai rồi, cái này chắc của Mỹ quá, cái tên này chắc nghe Mỹ quá, mà em không khẳng định nha. Đó, nó cái khóa kéo nó chỉ tới đây vậy nè, thấy mấy anh chị ha. Đó, hai cái đầu khóa người ta làm vậy nè. Đó, khóa in hiệu hãng nó vậy vậy nè ha. Rồi em này độ mới cao mấy anh chị, còn tươm tất lắm ha, màu đẹp ha, màu sạch sẽ. Size của em này nè mấy anh chị, cao là 30, ngang miệng là 34, ngang đáy là 37, đáy là 12,5. Em bán 380k, mã 05D, 380k, mã 05D mấy anh chị. Một em, rồi em này đẹp mấy anh chị, màu kem hết mấy anh chị ha. Rồi, cái này là người ta mai giống như trần trám ha, mặt trước là mai trần trám. Em này là xách tay, không có dây đeo mấy anh chị. Cái phần này là giống như là xích á, dây xích á, người ta luồn vô cái tay dây, cái da tay này, cái tay cầm vậy ha. Da khá là đẹp, da rất là dày. Rồi cái màu nó vậy thôi, nhưng mà em thấy độ mới nó cũng khá là cao, là nhìn nó rất là tươm tất mấy anh chị. Nó chỉ trừ những cái chỗ này nè, gốc này nè ha, hơi bị đen chút xíu, giống như hơi sậm màu hơn cái bản da này chút xíu thôi. Còn ngoài ra em thấy nó nhìn nó rất là đẹp nha. Đó, nó có bị bốn cái gốc này mấy anh chị, nó bị giống như bị dơ vậy ha. Độ này thì cái này thì em thấy là nó khoảng 85 luôn mấy anh chị. Đây có chỗ này nó bị cứng da nè mấy anh chị, cứng của mấy cái kiện, cái túi khác vô nó bị cái màu nè ha. Rồi hai mặt liền ra là mai trần trám hết, kiểu nó vậy ha. Khoen khóa, rồi khoen khóa thì dập hiệu hết mấy anh chị ha. Này em này là có hiệu rồi, cái này đẹp quá. Cái này là cái dây ta,
Da đầu khóa nè, người ta gắn cái miếng này là đẹp quá trời luôn, nhìn cái này nhìn rất là đẹp luôn mấy anh chị, nhìn nó cổ cổ làm sao á, nặng tại rất là nặng luôn, đẹp ghê. Rồi mặt này là có một ngăn, rồi lót này mấy anh chị, lót mê luôn mấy anh chị. Lót rất là đẹp luôn, hiệu giải hoa văn in hiệu hãng. Rồi cái ngăn này đẹp quá trời luôn. Em này cái kiểu đẹp quá. Rồi cái đầu khóa là cái này ha. Cái khoen có gắn cái này. Rồi lót này mấy anh chị có mê không? Đó, màu kem ha. Rồi nó sọc sọc. Rồi có hoa văn, có sọc, rồi in hiệu, in tên cái gì đó. Cây gì đó mấy anh chị, cây lên đi gì đó. Đọc không có ra. Rồi, bên đây cái gì khóa dữ vậy nè. Cái này là kịch ong, cái này là miếng da ha, hai ra bên ta bọc miếng da. Rồi một khóa kéo này nè. Rồi cũng là lót. Có tiền không hay gì đây. Rồi một khóa kéo nhỏ. Dạ, cái giải này lót nó dày lắm anh chị, phi mà rất là dày. Đây cái hiểu ở đây mấy anh chị. Mà cái này không biết của ai nha. À, bên đây nó lại là khóa kéo nữa. Ha, à, đây là một, rồi một cái khóa kéo nữa, rồi một cái ngăn, rồi hai cái ngăn nhỏ nữa, ngăn từ lưa luôn mấy chị, ngăn nhỏ quá trời luôn ha. À, đây nè, nó sạch ở phần miệng túi, phần đáy túi thì sạch, hai bên này khi dơ nè. Nè em thấy cái nó đậm nè, ha, nó đậm hơn cái phần miệng túi nha, đậm nè. Nhưng mà tổng thể cái túi nhìn rất là được nha mấy anh chị, rất là tươm tất nha. Nhìn à, nhìn đẹp, cái màu nó nhìn thấy có vẻ hơi cũ cũ ha, nhưng mà thật ra là nó không có dơ, không có, nó nhìn rất đẹp lắm, đẹp đều quá mấy anh chị ha. Đó, nhìn nó không có bị, mà thường là mấy cái phần, mấy cái túi sáng sẽ rất là dễ bị dơ cái, xấu hơn cái phần miệng này. Em này không có mấy anh chị. Đây mấy hồi đuôi kỹ mấy anh chị xem đi. Đó, tươm tất nha, rất là đẹp, kiểu đẹp. Rồi em này cái rộng nó cũng để coi em xem coi đựng được mấy bộ đồ nha. Cái này mình đựng ít thôi mấy chị, ba bộ đồ nha. Em này là ba bộ đồ linh tinh đồ được nha, ngăn nhiều. Sao em này là cao là 27, ngang miệng là 35, ngang đáy là 37, đáy là 13,5. Em bán 350k, mã 05F anh chị, 350k, mã 05F. Khá là đẹp da, khá là chắc nha anh chị, cầm nó chắc đùi luôn á, chắc tay lắm. Một em màu xám, em này cái màu đẹp lắm anh chị ha, xám này là xám 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 trắng ha. Rồi cái dây đó to, dây bản da là đeo vai, đeo xách tay ha, không có dây đeo chéo, da đẹp, rất là đẹp, da bản mềm. Rồi cái tay nó dây đeo là dây cầm là khoảng cái phần này là khoảng 3 phân, phần dưới này là khoảng 5 phân. Rồi kiểu nó đơn giản anh chị. À đây là người ta nối lại ha, đây có bốn cái phần da nối lại thành bốn cái miếng vậy ha. Đái túi đây, em này là sạch nha mấy chị. Ngoại trừ cái này, gốc này nè, thì em thấy là tổng thể nó rất là sạch luôn, không có bị luôn gì nha. Mới là 85% luôn nha mấy anh chị ha. Cái màu này thì dày là quá trời đẹp rồi đó nha. Màu này rất là sợ bị dơ. Rồi nó không có khóa kéo miệng nha mấy anh chị, nút hít miệng. Rồi hai bên là không có ngăn cái gì nữa hết ha, đơn giản thôi. Rồi bên trong lót giải màu xanh, trời ơi màu đẹp quá, màu xanh đậm ha. À rồi cái nút miệng vậy nha, hít vậy thôi mấy anh chị ha. Đó nó vậy nè, nhưng mà cái miệng túi cũng khá là kín. Rồi với lại là có hai cái dây kéo, cái kiểu này em này hơi bị người ta làm hơi lạ ha. Đây cái dây kéo nó lại nằm ở trên cái miệng túi luôn. Khóa kéo thì ngon lắm, đồng giả cổ mấy anh chị, đầu khóa. Rồi bên đây là có một cái ngăn nhỏ nữa, rồi có hiệu cái gì đây không. Rồi đây có một ngăn nhỏ, một khóa kéo này nữa. À bên đây là, đây là hai được hai khóa kéo. Ồ khóa, cái khóa này bự quá, khóa đồng bộ hết anh chị, khóa màu đồng vỉa cổ, màu đen cái tối tối ha. Rồi bên đây là có một ngăn, hai ngăn, đây thêm hai ngăn nữa ha, đây là bốn ngăn nhỏ. Lót thì cái phần chỗ này nè có dơ, cái phần ngay cái miệng dây kéo thì có dơ, phần trên này thì rất là sạch sẽ, đái túi thì sạch nha mấy anh chị. Rồi em này nói chung là dơ rất là ít luôn, còn khá là đẹp. À rồi bên đây là có thể có gài lại mấy anh chị ơi. Để gài lại thử coi nó ra làm sao, cái túi nó ra làm sao đây, xấu mấy anh chị ơi. À gài lại như vậy à, thôi gài lại như vậy cái miệng nó túm rụm lại thì sao vậy. Ồ đây, nếu mà gài lại nó ra tơ phơm vậy hả. Ôi mà vậy nó túm lắm, sao chịu cho nổi.
em này ngăn nhiều rồi, thầy rộng nha mấy anh chị. Trời ơi, ở nhà em có một cái vị khách không mời cũng lên tiếng đó mấy anh chị, cứ lâu lâu là lên vậy đó, không biết lúc nào nha mấy anh chị thông cảm, không biết lúc nào kêu to hay sao mà kêu rất là to luôn, mà cứ ở bên hông nhà cao là 29, ngang miệng là 44, ngang đáy là 31,5, đáy là 15. Em bán em này là 300k mã 05A, 300k mã 05A mấy anh chị ha, cái màu rất là đẹp nha, màu xám trắng. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn tất cả các cô chú đã ủng hộ ha, em xin chào, xin hẹn gặp lại.